Mình là Âu Tuyết Hằng, thì hiện tại bây giờ là mình đang kinh doanh về lĩnh vực thời trang và cung cấp nhu yếu phẩm. Thật sự là mình đã tìm hiểu business thầy Hoàng Đình Trọng là trong vòng 1 năm rồi. Thì trước lúc đó thì mình có đăng ký những cái khóa học khác, nhưng mà mình chưa dám đi học trực tiếp như thế này, tại vì mình là ở khu vực Tây Nguyên. Sau 1 năm thì mình quyết định mình đi học thử như thế nào, về thử có thay đổi bản thân được hay không. Vấn đề của mình thì hiện tại doanh nghiệp không có bài bản. Bây giờ thì mình thật sự là chỉ bắt đầu từ con số 0 luôn. Hồi trước giờ mình chỉ hoạt động theo kiểu bản năng, biết đâu thì làm đó, nhớ đâu thì làm đó thôi, chưa biết bài bản, chưa biết như thế nào. Nhưng mà qua cái khóa học này thì mình đã biết cách làm từng bước như thế nào, rồi lộ trình mình đi ra sao, rồi sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn, tất cả mọi thứ. Bài học mình tâm đắc nhất là ATD. Đầu tiên thì mình phải quản trị bản thân mình trước đã. Tại vì những người trẻ như mình thì chưa có kỷ luật, làm việc theo kiểu cảm tính. Khuyên mọi người thì chắc chắn nên phải đi học. Mình cứ cầm tay chỉ việc như thế thì cuộc đời mình thì nó rất là khổ. Thì nó sẽ cứ mãi mãi ở một cái vòng an toàn thôi, không thể bứt phá ra được.